giống người mẹ chắc. Dắt con nàng dâu đi đó. Dạ. Đây. Xin chào các bạn và quý bà con cô bác. Hôm nay em tên gì em? Em tên là Nhung. Nhung núi cả nhà ơi. Theo lời yêu cầu của quý vị khán giả hai kênh là mời Nhung Hà xuống vườn của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ hái mận. Hôm nay mận nó chín rồi nha các bạn. Rồi ớt chuông, rồi cà tím nguyên dãy luôn nè. Chút xíu nữa mình sẽ hái cà tím chung với Nhung Hà một tập nha. Còn bây giờ Nhung Hà đi hái mận. Mình sẽ đi hái mận nha. Rồi đi let's go. Đây mận đây các bạn. Nhung Hà đây là gốc cây gì vậy em? Mận tím. Mận tím. Let's go cả nhà ơi. Trời nó sụp tối rồi. Trời ơi. Đây leo lên nè. Trời ơi cái trái mê quá. Em có hơi đã dễ sợ chưa nè. Ở nhà em là có cái trái mận này nè chị. Mà cái cây nó được em năm ngoái em đếm được 15. Năm nay chắc được 10 trái không biết nữa. Đã quá vậy. Trời hái đi. Mà mận trên cái cây này trái bự ghê là bự luôn rồi nha. Ôi đã chưa rồi nha. Vô. Trái này hơi chua, trái của em ngọt để chị tự lựa trái ngọt. Ôi trái nó bự như này. Ôi đã dễ sợ rồi nha. Đây nè. Đây. Mời quý bà con cô bác các bạn kênh của Nhung Hà, cả nhà Nhung Hà này. Đó. Chấm chùi đi. Chùi rồi em chùi láng bóng luôn, cái chứ. Khỏi xịt cho bóng luôn chị. Đó. Dạ, cắn miếng sau rồi em chấm nó mới dính. Mọng nhú. Ngon quá hả? Ngon quá. Chị cho bón gì cho cái cây này không? Không. Để sao tự nó nhiên. Ngon vậy? Cái giống này nó ngọt. Còn cái giống ở bên kia nó không ngọt, nó thơm. Nó nhạt nhạt mà nó thơm, còn cái này thì nó ngọt mùa đường. Ngọt liệm luôn á. Trời ơi, mọng nước nữa. Bữa hôm mình mới hái hườm thôi mà nó cũng ngọt. Cái bự không bón gì mà trái bự ghê chị. Cái đất ở đây chắc mình bón phân chỗ kia kìa, nó chảy vô gốc nè. Hái một trái xanh thiệt xanh mình chấm với muối thử. Đây nè, trái hườm chứ đừng có xanh. Hườm á. Đó. Chấm muối hết sảy nha. Trái hườm nó cũng ngọt. Nó dạ không có, nó không có chua như kia, cho nên chị thích cái mận kia là mình ăn hườm á nó hơi chua. Nhưng mà bên kia nó chua ngon lắm. Nè anh. Này cái vị chua nó không có mạnh như bên cái bên kia. Giống mà Hà Nội à. Ngon. Ôi trời. Đã. Hoa. Nhiều hút miếng rồi nhà ơi. Vậy khoảng vài năm nữa là cái mận của em nó bự bằng chừng này à. Luôn, cái mận nó mấy chục năm rồi. Anh đâu có để nó bự cỡ này đâu, em cắt cái chừng. Để nhỏ nhỏ mà. Chị xong thu hoạch xong trái này chị cũng cắt hết cái nhánh bên phía này. Để tập trung những cái nhánh dưới ấy, nó ra. Rồi bây giờ hái đi em. Hái về rồi lo cho chồng con chứ. Đứng đây rồi tối quá. Mê cơ nhảy vợ. Thôi kìa, dáng em ngồi này thước tha. Thước tha không cần đây. Không cần kéo chân vẫn dài. Chân em dài thước tha. Tóc em cũng dài thước tha luôn. Rất là đẹp. Bóng dáng nhà ai đang ngồi lên cầu than đó. Bóng dáng ba ai? Đạo thì cái chứ. Cả nhà ơi, hái mận thôi. Đã. Lên nhà chị Vin gọi là quét sạch mận nhà chị Vin về nha. Mình cầm camera cho. Hôm nay làm cameraman nè các bạn. Cho Nhung Hà nó hái. Trời đã quá chị ơi, sang năm chị em ké dở nhẹ. Năm nào cũng lên hái đêm. Sợ nó không ra trái, tớ ra trái thì cứ hái. Thế này gì lo cho chồng ăn. Hạ miệng. Ôi nhìn mấy trái mận thấy mê. Thấy mê. Mê ly. Đây. Trời ơi quá trời trái luôn nè. Một nhanh tay lên giống vườn em vậy. Cho người ta coi cho nó thích. Ôi ôi trái tay lên. Đây, giờ cái rổ giùm em nè chị. Ui rồi ôi trái nó mê. Đã quá. Quá mê cả nhà ơi. Wow. Đẹp quá. Ôi chị cái trái này nó màu tím, áo em màu tím. Quá đẹp luôn. Cành nó mận tím nó mặc áo rồi. Coi như bạn của trái mận luôn. Quá chừng đã. Đây đó. Quá đã chưa. Vô cái rổ nha. Dẫn. Đây cái rổ luôn nè. Wow. Ôi trời ơi nó chui vô trong cái này sao? Tím mà lượm ra. Ôi trái này nó chín quá trời nè chị. Đã về ăn
lá luôn chị ơi. Trời ơi, cái này người ta nói rất là tốt cho đường ruột luôn á. Đó, hai chị em đâu cầu thang rồi. Quay. Ôi sáng đẹp quá chị. Hai đi. Hai đầy rỗ luôn. Hai chị em ra mà xịt kem tươi. Có chấm mắm ruốc không em? Ừ, có mắm ruốc càng ngon chị. Mắm ruốc thì phải chấm trái, trái mà thường thường. Trái này nè. Trái này. Lát nữa hái mấy trái vô xanh xanh chấm mắm ruốc ngon lắm. Trời, quá đã luôn. Đã tay luôn. Trời ơi, mình chưa bao giờ hái được mành đỏ mà trái tròn tròn này được nhiều như vậy luôn. Nhà mình là được 15 trái, mình nhớ hoài luôn. Gần đây rổ rồi nha. Đầy luôn đi, nhấp luôn đi. Ôi ôi, quá trời trên đây. Chừng. Đây. Chín nè. Đây nữa nè. Đó. Hai rổ, hai trái. Ôi trời, đó. Trời đã quá. Đây hai trái. Trời ơi, giống Lý Từ Thất quá. Giống thiệt. Đó chồm chồm mà có hôm nay có camera Vinh Nguyễn Thị quay cho xong rồi nó đẹp quá chị nè. Đẹp quá bay. À cha xong mà nó đẹp quá bay. Trời ơi thích quá là thích luôn. Anh chị các bạn. Đó mình leo bên này mình quay cho Nhung Hà. Nó hái tự nhanh dễ sợ chưa? Wow, thoăn thoắt. Mới đây rồi được gần rổ rồi, hái tiếp đi. Ủa chị ơi, cái trái này như trái tim vậy chị. Ồ đẹp chứ nè. Trời tối thui giờ. Trời ơi cái trái đã gì đâu luôn rồi nhà ơi. Trời, đó. Nó đẻ mấy cái trái kìa. Đã quá. Trên đây hai trái nữa nè. Chị mình đây. Sao hái đi chị hứng chưa? Ôi vói qua bên tay chị mình có hai trái này đó không? Bên đây hai, bên đây ha, ba trái luôn nè, đã ghê chưa? Ôi, vô có rổ đó. Càng rổ luôn. Càng đầy luôn. Là ăn hết rổ. Vươn qua bên đây đó. Em thích ăn hơi cứng cứng vậy nè, ngon. Nó giòn nó ngon. Mềm quá nước không à? Nói sao nữa. Đây, ba em nữa nhà ơi, đã không? Đó. Trời ơi, quá trời luôn đây nữa nè. Đó, cái cành này còn trái quá trời luôn nè. Đây. Đây, mình là quá tên Hứng. Trời em luôn. Kia tên Hứng, Hứng hái. Rồi chút nữa hai người tập hợp lại gọi là à, ăn, hái xong ăn. Quá chừng quá trời trên đây nè. Ôi, ôi, đó, bao la luôn. Đó. Đem về, làm gì ăn, đem về. Em về chấm muối. Chấm muối ăn hả? Ôi, cả nhà xem nè. Cái táo nhà chị Vinh nè. Trái gì đâu mà quá trời. Trái nó mê. Coi nào. Đã dễ sợ không? Ôi ôi, chị cho nó uống sữa, nó uống uống nặng luôn. Trái mê ơi là mê nhà ơi. Đã gì đâu. Wow, con này là cái nhánh nè. Táo ruột, táo đỏ ruột hồng nè. Trời ơi, bên ngoài nó cũng đỏ mà bên trong nó cũng đỏ luôn. Lần trước mà mình tới nhà chị là giống vậy nè. Đó, lần trước mà ở nhà cũ đó là cái táo nó chua, nó ăn nó ngon, nó ngọt dữ lắm. Bây giờ thì đang còn nhỏ, chưa có lớn, chưa có chín. Đó, nguyên cái cành đã gì đâu. Táo bên đây nè, trời. Mình chưa bao giờ được táo mà nó trĩu nặng như này luôn. Chưa bao giờ luôn. Chỉ có trên farm thôi, chứ Nhung Hà trồng mà chưa bao giờ trái như vậy. Có cũng ít nhưng mà cũng có trái nhưng chưa bao giờ nó sung xê kiểu giống vậy nè. Chưa bao giờ luôn. Wow, chỉ trồng trong thùng không ở nhà mà cái cây nó nghiêng ngả luôn mà chào. Trái nó mê thiệt là mê luôn nè. Không đã dễ sợ luôn á ở nhà. Ôi đó, trong thùng ở nhà. Ở đây là em Lê nè, Lê Nhật á, Nhung Hà cũng có, cũng cỡ bé lớn vậy, nó cũng chưa bự, trên nhà chị cũng cỡ như vậy. Đó, này là Lê. Ôi, cái cành này nó nghiêng, cái cây nó nghiêng, trồng trong thùng à, cả nhà xem trái này. Hello Mochi ơi, Mochi, con Mochi nè, Mochi nhà chị nè. Nó quấn mình nãy giờ á nhà ơi, đây nè. Wow, trái này, đã dễ sợ chưa. Ôi, ôi, cái cây bên đây này nè, trái quá trời luôn. Còn cái cây này nó tội nghiệp không cả nhà ơi. Nó chui vô đây, nó đẻ. Xong giờ nó bị nhốt ở trong lòng luôn rồi. Đó, nên là
Trời ơi, cái trái này nó bự dã man luôn rồi nhà ơi, bự chà bá luôn. Quá trời ơi, trong cái thùng con chút xíu thôi mà cái trái thấy mê dễ sợ luôn rồi nhà ơi. Mê ơi là mê luôn, phải không? Trái triểu cành luôn á. Đây là vàng dâu tây chị hai hái nè nha. Trái nè. Wow. Nhung Hà thì bây giờ cũng ra lứa 2 thôi chứ chưa có trái. Bên chị thì anh này là lứa 2 rồi, đang ra trái đó. Đó. Rồi, nguyên vàng luôn. Quá trời luôn, Mochi ra đứng là hiếu khách chưa? Hả, à, Mochi, hello Mochi. Đó, là chậu hẹ. Này, hẹ cả nhà ơi. Hẹ mà lá bự lắm. Bữa hôm chỉ cắt cái trụ, cái cọng nó bự đã gì đâu luôn. Đó. Đây là cây đào nhà chị nè. Wow, trời quá đất, nó trái nó to. Nó to ơi là to, cả nhà xem kìa. Trái kìa, đó, ông bự chà bá khổng lồ luôn á. Năm ngoái dễ hái trái bự dữ lắm. Đó. Bên đây kìa, trái xung xuê luôn á, mê dễ sợ mê. Đó, bên kia nữa kìa nha. Úi dồi ôi là trái, quá chừng. Trái bự hơn à, đào này đào khổng lồ luôn, mình gọi là đào khổng lồ. Nó bự gấp 3 lần trái đào nhà mình. Đó, quá chừng trái luôn. Cây nó cổ thụ rồi nha, đây nè. Cây nó bự lắm, cái thân nó to. Đó, nó thân nó bự dữ dằn không. Xong rồi cái nó uốn quanh lên đây nè, trái quá trời luôn. Đào trong thùng của chị nè, đào của Nhung Hà cỡ giống như trái này, còn ở trên chị là bắt đầu nó chín rồi đó cả nhà ơi. Đó, dưới chị chín nè, đào chín nè. Còn là cây nho năm ngoái chị hái quá trời trái đó. Đó, quá trời nè, đây cả nhà ha, cây đào này. Ôi ơi, bữa hôm Nhung Hà tặng cho chị cái cây bí thiên vũ à nha. Trời ơi, nhìn cái trái này, Mochi, tránh ra cho chị quay cái coi. Trời ơi, bà Mochi bà giữ của. Bà không cho. Trời ơi, nằm giữ luôn cả. Ôi, nằm giữ của. Sợ Nhung Hà hái cả nhà ơi. Ôi, đúng là chó khôn, dã man khôn luôn á nhà ơi. Nhà chị con chó dễ thương, dễ sợ luôn. Nè. Đây, nó sợ Nhung Hà hái, nó đứng nó canh đây, đúng không? Trời ơi. Đây. Trời ơi, cái trái bí ngọt gì, bối gì quên rồi à, bí thiên vũ, trời ơi, cái trái thế mê. Đây cả nhà, trời ơi, cưng dã man cho nè. Đó, thấy chưa? Chị đâu có hái đâu, chị quay thôi mà. Nè, không. Trời ơi, trời ơi, trái đã dễ sợ chưa. Là em nho nhà chị nè. Trời ơi, trái này cả nhà ơi. Nó đậu chùm đã ghê không. Đây nè, ui. Nhà Nhung Hà có một cây y vậy nè cả nhà, mà trong cái chậu nhỏ nhỏ á, Nhung Hà cũng có trái y vậy nè. Đó, trời ơi, năm nay Nhung Hà cũng có nho, trời vui vui. Mà lên đây thấy cái cây này của chị hùng vĩ quá trời luôn, đây nè. Cả chùm bự, cái này là nho cổ thụ nhở. Nè, cái thân nó bự chưa. Cái cây của nhà Nhung Hà mua thì có một chút à. Cái thân có bé lớn vậy thôi, còn cái thân bên đây nè, bự. Quá trời bự luôn, mà nó khỏe mạnh, nó ra từng chùm nho mê ha. Đó, đã dễ sợ đi, đã dễ sợ đã luôn. Ôi quá chừng mẹ em đấy, nhà chị trồng quá trời nhiều luôn à. Đất rộng thênh thang, rộng gấp 4, gấp 5 lần vườn Nhung Hà. Nhà ơi, vườn Nhung Hà có chút à. Đây nè, xem nè. U chà. Ôi ôi, cả nhà xem nè, cái trái dưa leo Hàn Quốc nè. Con bự, nhà mình cũng có con trái bự giống vậy nè, mà bữa hôm mình thu rồi. Bây giờ nó đang ra lứa khác. Đó, ôi, trái đã ha. Đó, bự, cái này ăn do ngọt ngon luôn. Quá chừng mấy đây ở nhà ơi. Đó, bao la ha. Rồi ôi, ui, trời ơi, có cái cà trắng đã chứ. Wow, có em cà trắng nào quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mê quá mê ở nhà ơi. Đó. Xong rồi này cà nè, cà quá chừng cà luôn. Ui, cà bên đây nữa nè, nhà ơi, đây nè. Ôi ôi, cà quá chừng con trái mê ly luôn. Bên đây nè, cà chùm nè. Nhà mình á, chưa có, nói chung là nhà mình mới ra bên lớn vậy nè, chưa có ra trái mà chạy nhà xem trên chị Vinh trồng này. Wow, chừng trái mê dễ sợ không nè. Ôi ôi, đá dễ sợ đã luôn. Bà Bú Chi cứ lẻo đẻo theo Nhung Hà hoài. Ôi ôi, đừng có trèo lên đồ con ơi, ớt trái quá chừng trái. Nhung Hà cũng vậy, quá trời, năm nay hai chị em trồng đã đời luôn. Ôi, cà tím của chị đã dễ sợ luôn, mà nó đậu trái quá trời luôn rồi nè. Đậu trái bự bự không nè, nó lớn ha. Hai trái nữa nè. Ôi ôi, quá mê quá mê. Đây cả nhà,
đây nè. Ức ức tím. Năm nay nhà Nhung Hà có ức tím dài chứ không có ức tím bự. Đó. Bên đây ức tím hết trời nè, không. Ức màu tím á, không tím đen luôn. Là ức ức triệu ngọt nè cả nhà ơi. Đó. Nhà Nhung Hà cũng trồng ớt nhiều. Mà công nhận trên chị Vinh cây tốt ghê luôn á. Cây nó cao ơi cao luôn. Quá chừng cao. Còn này là bầu bí gì mà tốt ung tươi xanh luôn rồi nhà ơi. Quá chừng tốt luôn. Nè, nè. Nãy mình xin cái chỗ chỉ mua đất rồi. Ít bữa nữa mình đi mua. Mình mua lên đó mình mua. Mình thấy chị trồng tốt quá. Cái đất đó xốp ơi xốp luôn. Khoái. Nên là nói chị cho em xin địa chỉ. Chị cho rồi, ít hôm là mình sẽ mua cái loại đất đó về trồng tốt quá, trồng tốt luôn. Ô, cái hướng trên đây bí ngòi, vàng bí ngòi quá chị. Đây, vàng bí ngòi của chị nè. Mê quá trời là mê. Bao la nguyên một dãy luôn. Quá đã. Mụ chi nó đi theo em á, em vạch cái bí ra, chị nó nằm trên ườn đó, nó không cho em đụng vô. Ồ, ghê lắm, giữ của trời. Trời ơi, trái bí nè. Quá đã luôn. Trời ơi, cái cây táo nè cả nhà ơi. Ở nhà Nhung Hà đậu một trái một à. Cùng mua một chỗ luôn. Đó, mà xem chị trồng ra nè. Quá chừng trái luôn. Còn Nhung Hà trồng được có một trái đậu một á. Mua một chỗ một á. Đó, mà trời ơi, đẹp ghê không. Wow. Quá trời đã luôn. Đây là ớt chuông màu vàng. Đó. Các bạn ơi, định lấy cái thumbnail cho Nhung Hà đó mà trời nó tối quá à. Thì hôm nay hái được chừng này đây. Thôi đi ra đứng ngay dán cây táo đi. Cô gái vùng núi xuống nhà Vinh Nguyễn Thị hái được một mớ trái gì em? Mận trái Mỹ. Mận đỏ. Đẻ xong cái gì cũng quên hết trơn. Giờ trái mận còn nhớ để không nói. Chích ngừa. Không đổ thừa chích ngừa. Không đổ thừa chích ngừa cô biết. Biết rồi bây giờ đẻ thì đổ thừa đẻ. Vậy đó. Ăn đi em ơi, ăn vài trái rồi đi về lo cho chồng con. Chồng con ở nhà đợi. Đây các bạn, cảnh yên bình, không có ai hết, chỉ có Nhung Hà và Nguyễn Thị cũng sống Mỹ thôi. Và hai cây táo, xin mời review táo nha. Có kim tươi nữa mà. Hả? Mới thấy chị cầm kim tươi đâu rồi. Đây đó, hũ kim tươi nó thất lạc. Bây giờ mới tìm được nè các bạn. Rồi, mở ra, ăn giải khát. Từ nãy giờ hái ăn muối á, khát nước quá. Chết. Sao mở tay vậy? Đó. Đây, mời cả nhà. Mời các bạn. Quý bà con cô bác, ông bà cô chú của Eden đây. Hôm nay Eden nó trốn rồi. Đó, mấy chị em hái được. Hôm nay hai chị em hái mặn thôi chứ Eden thì nói chung là nãy giờ là quậy phá quá trời đó, nguyên một cái mặt bánh kem. Vui rồi, ơi ăn. Vui luôn. Vô. Mời cả nhà nha. Mời các bạn ăn cùng với lại hai chị em mình. Đó, mời cả nhà. Béo dữ ạ. Lâu quá không ăn kem nè. Đây nè, chị xịt lên chén muối luôn. Để em cần thì em chấm khỏi phải xịt lên nữa. Đó. Wow. Wow. Quá đã con. Trời, chị ăn không không thấy ngon nữa. Thì đó, khỏi xịt gì trơn ngon. Cái mặn ngọt ghê đó. Ngọt quá ha. Chấm với kem nó hợp dễ sợ. Cái loại mặn này nó ngọt. Ngọt lắm các bạn. Wow. Ngon lắm nha. Nó ngọt gì đâu mà nó ngọt ngon. Ăn vậy ngon chị. Để chín nữa là nó mọng nước cắn cái xịt hai cây táo này. Hẹn cái bữa chín em lên hái ăn nè. Dạ. Chị không biết cái vị nó thế nào, để em lên chấm xem thử nó ngọt hay là nó chua. Em được một cái điện thoại chị ngay rồi. Để điện thoại đâu giờ cũng không biết nữa. Nó ngon, nó béo quá. Đó. Rồi, ngon quá. Đều nha. Ngon quá các bạn. Ngon quá. Nó béo béo. Nó chua chua mà cái vị này nó rất là hợp với kem. Mới chấm con xí mà nó tụt kem rồi, phải cho dắt lên, dắt lên. Dắt lên nữa. Phải công nhận cái mặn này nó ngọt dữ. Cảm ơn em, nguyên một núi kem luôn nè. Trời ơi nó đã, lâu rồi em cũng không ăn cái này.
Nghe em lên chị đi Costco chị mua một dĩ để lên chấm cái gì đó chấm. Ngon. Trời, cái này chấm dâu cũng ngon chị ha. Ừ. À, hôm nay trễ. À, hôm sau sẽ ăn nha. Nhà mình với nhà chị Vinh bây giờ gần hơi lắm. Gần nhau. Nên là em xoẹt lên dễ. Hồi xưa hai chị em gặp nhau là quay tới 4-5 cái video, giờ quay một cái là đuối rồi đó. Tại vì nó em bé nó bận, nó cứ đòi quay. Em bé nói chung là đeo mẹ mà nhà ơi. Nãy giờ là mấy đứa nhỏ phụ á, cứ thay đồ xong nó đòi bú, lại cởi áo ra cho bú, cho bú xong rồi đi qua đi lại nó đòi lại cho bú, tới sụp tối mới ra tới vườn á. Mình thấy em bé vui á nhở. À, chị ấy nó nhìn em đắm đuối lắm, nhìn cái bông tay á Nhung à, nó thích. Thấy tòn ten á, thấy màu tòn ten nó khoái, nó nhìn hoài luôn. Về hữu hỷ với anh xã làm đứa. Em cũng muốn mà cũng chịu. Còn kiếm đứa nữa. Mình cũng muốn dữ lắm. Mấy bữa thằng Nam nó lớn rồi, đi học đại học với còn đứa nhỏ ở nhà với em, đi ra đi vô giường tược. Nó mà giờ bữa hôm em nói anh già rồi anh chịu. Buồn. Đó các bạn. Ngon quá chị. Ngon ha. Ăn thêm trái nữa ha. Ăn trái nữa. Ăn mà ghiền nha các bạn. Cứ muốn ăn nữa chứ không có muốn ngừng. Đó. Như trái tim chị. Ờ không. Không? Chị lựa cái trái nào mà nó chín thiệt chín ăn thử ra. Cái trái này chín. Đây. Ừ. Wow. Ừ, ngon. Chín hay không chín gì nó cũng ngọt cả nhà. Ừ. Nhưng mà nó chín đậm thì nó ngọt hơn, còn cái chín là hường á nó ngọt nhiều hơn là chua. Trâm công nhận cái mận này ăn đã. Chùi chùi đi cho bớt bụi rồi ăn. Ăn tiếp các bạn. Ở đâu có bụi đâu, nó phấn á. Sạch lắm. Cái phấn đó là nó sẽ bám bụi đó, cái phấn đó là nó giúp nó bảo vệ cái da của trái mận á. Em chuồn cái nó lắm mình bóng. Mà lên cây mình chùi phấn của nó hết là nó sẽ bị hư sớm. Kiểu như một cái màn bảo vệ. Màn bảo vệ. Hàng chia ha. Cái cây tươi là nhìn phấn vậy nè. Dạ. Ngon chưa? Cắn mà nó xịt tình lên luôn. Đúng vậy. Không thích ăn giòn giòn lên cây, tóc tai bù xù. Hôm nay hai bà cô già xả tóc, đừng có la nha. Mình là chuyên gia là xả tóc là bị la. Nhưng mà biết sao các bạn, mỗi lần xả tóc nó nhẹ, còn mình cột lên nó nặng cái đầu, nó lắm cái đầu, nó hủi vô nhức đầu. Nó đau mấy cái sợi tóc á, mỗi lần xong cái nhức đầu sợ quá, nhức lâu quá. Lâu cái hơi điệu điệu xả tóc một tí cái là bị la. Khi nào khi nào mà em bố la trong trong yêu thương, la trong yêu dấu, rồi là la trong gọi là đam mê, la nó cảm giác mà comment la mình á, tự nhiên mình vui các bạn. Ngày nào mà không la tự nhiên mình không thấy cái gì vui, không thấy gì thú vị hết trơn á, cho nên á lâu lâu cũng cố tình để cho bị la, để có người nói chuyện vậy đó. Nhiều lúc em không có mang cái đeo tuần tàn á, thấy mọi người không comment em cũng muốn đeo vô để mọi người comment nhiều nhiều cho vui. Họ khen bông tai em tuần tàn nhìn dễ thương lạ quá hả hay sao? Có bạn thì khen, có bạn thì chửi. Chửi sao em? Da rồi mà ngựa. Da rồi mà ngựa, bà làm với bà còn trẻ lắm vậy mà bà đeo tuần tàn tàn tàn. Thông cảm nha các bạn, tuy là cái mặt mình già nhưng mà cái sở thích của mình á, nó giống như mình hồi xưa mình thích làm sao bây giờ mình thích như vậy á, cái mình đeo lên á mà mình nhìn mình không biết mình già, chỉ có người khác mới nhìn biết mình già thôi, cho nên á các bạn thông cảm nha. Cứ mình tưởng mình trẻ lắm phải không, mình đâu có biết mình già đâu. Cái nhiều lúc á người ta nói ồ bà già rồi, mình mới giật mình vô mình sao gương ồ cái mặt sao ghê dữ vậy. Mà mình già rồi hả? Ở nhiều lúc thì đó mình tưởng mình còn trẻ. Em không nghĩ là em 40 tuổi chị em thì đó. Ủa mình 40 tuổi rồi hả? Ừ. Trời ơi, nhiều lúc suy nghĩ nghe họ nói mày bao nhiêu tuổi rồi. Thế mình nói ủa mình nhiêu tuổi xong rồi mình đếm á. Chứ mình 40 tuổi rồi hả? Cái giật mình nha. Thì đó, giật mình. Bữa hôm đi khám bác sĩ á, bác sĩ kêu quay lại 40 tuổi nghe. Là tự nhiên mình nói ui, cho lẽ mình 40 tuổi rồi trời. Thà cái tâm trạng của em lúc nào em cũng nghĩ em còn trẻ là sức khỏe của em nó về. Còn lúc nào mình cũng âu sầu, mình kêu ồ mình già lắm rồi, mình không có dám cột tóc, không có dám chải tóc nữa, là mình sẽ già gấp bội, mình già hơn cái tuổi mình nữa, cho nên thôi ráng đi. Trời ơi, dù ai chê mình già, mình cũng ráng thì có cái gì trẻ trẻ thì mình cứ làm đi, không sao hết. Nhiều lúc các bạn thông cảm cho Nhung Hà, chứ nhiều lúc Nhung Hà cũng muốn trở lại trẻ lắm, nhiều lúc không nghĩ mình già nên là cứ gọi là
cưa sừng làm nghế cả nhà, nên là hả lúc này nhiều lúc điệu dữ lắm. Quy luật tự nhiên, ai sống cũng phải già thôi, nhưng mà cái tâm trí của mình, cái cảm giác của mình mà mình cảm thấy vui cho mỗi ngày là coi như là mình coi như là em khỏe, em sống vui là coi như là tốt lắm rồi. Ngon quá. Thôi nhà ơi, tối gì lắm rồi, bây giờ về cơm nước cho chồng con, giờ này 8-9 giờ rồi. Thôi vậy nhà. Hôm nay Nhung Hà lên vườn mình hái được chừng này mận, mình cũng mừng lắm rồi nha các bạn. Mình cứ sợ năm này không có mận để cho Nhung lên hái, tại mình hứa là năm ngoái thấy cái cây kia nó trĩu quá, cái năm này có mận cho em hái. Đó, có là gọi lên liền, sợ chim ăn. Giữ hai cành thấp nhất để cho Nhung lên đu. Rồi hôm nay đã đu xong thành công rồi, được rổ mận, ăn nói chuyện vui vẻ. Thì cảm ơn em, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị đã tặng em nguyên rổ mận. Trời ơi, mê lắm rồi nha. Quý xin quý tạm luôn. Biệt bên kênh Nhung Hà Cuộc Sống Vùng Núi ở Mỹ. Cảm ơn kênh Nhung Hà đã ghé đến vườn Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ chơi. Cảm ơn chị đã rủ em tới nhà chơi. Rồi, bữa sau lên tiếp. Dạ, lên chứ, lên. Mùa này là coi như khoảng mấy chục tập dài nha. Dạ, tại giờ gần á, mình đi tự đi được cả nhà. Nên là rảnh cái mình chọt liền đó. Tại em lên nhà chị ba mấy phút à? 48 phút. Ồ, 48 phút mà có kẹt xe không? Không. Đi dễ lắm. Vậy thì cứ lên thôi. Dạ, dễ lên, biết đường rồi. Mua phân bón hay gì đó sẵn rồi em ghé cái tạt qua. Mà nhớ em nhỏ nhỏ, em bé nhỏ nhỏ là cái tạt qua thăm chút rồi về cũng được nữa. Rồi bây giờ xin tạm biệt. Bye bye. Tạm biệt quý ông bà cô chú của Eden nữa nha. Tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ và ủng hộ hai chị em mình. Cảm ơn đã theo dõi kênh Nhung Hà Cuộc Sống Mỹ, vùng núi ở Mỹ luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ hai chị em mình trong mấy năm qua chị em mình làm YouTube. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt.